Xin chào các bạn, tại mình đang đứng chỗ Hoàng Gia Hiếu. Hôm nay là chiều của ngày thứ 2 của lễ hội Nghinh Đông. Đây là buổi chiều thiết thực, hiện tại tất cả các thành viên của ban nghi lễ đang nổi đang chuẩn bị đưa cổ ra vàng để xuống để chuẩn bị cho lễ cúng thiết thực buổi chiều hôm nay. Và mình sẽ làm video clip này để cho các bạn cùng theo dõi về cái lễ hội, về cái nghi thức cúng thiết thực của lễ hội Nghinh Đông nha. Nào các bạn hãy xem hết video clip nha. Thank you.
Chị ra làm gì? Vậy lại một bên thì nó rút hai cái được, hai cái được. Hai cái đâu bọn đứng này. Ở đường này sắp làm cái đường đường nãy. Tiếp từ lại. Bây giờ tất cả các nỗ lực dành có đường chạy rồi lấy hai cặp băng rồi năm rồi cái nào rút được rút, cái nào rút được để bỏ lại, chủ yếu là hai hàng trong á, mấy ông ngoài rút được, cái nào rút được bỏ. Kinh doanh rất muốn được cái lá phướng này để có cái lọc này, cái lá phướng này rất có giá trị của kinh doanh này. Mày nằm ở đâu? Thank you.
Thank you.